Trọng lượng chưa tới 500 gram nhưng giá bán lên đến 1 triệu 280 ngàn đồng. Theo giải thích của chị Hồng, loại sữa này có thể trị bệnh ung thư. Dù giá khá đắt so với thu nhập của gia đình, nhưng chị vẫn quyết định mua để trị loại bệnh mà mình chẳng may mắc phải. Loại sữa này có chất đề kháng. Có trị được bệnh ung thư không? Có, giới thiệu qua thông dẫn không? 1 đồng 10. Hiện loại sữa này được nhiều người dân nông thôn mua về sử dụng. Thậm chí nó còn được cho là có tác dụng trị bệnh tăng huyết áp. Một cái sữa này là uống dành cho người cao huyết áp tốt. Mua mà lon về uống thì ta thấy là có thể ăn, thì có thấy là nó có thể phát triển lên. Còn đây là người chuyên bán loại sữa Alpha Lipid ở Hậu Giang. Anh này cho biết đây là loại sữa được nhập từ nước ngoài. Bên cạnh tác dụng bồi bổ, sữa có tác dụng trị các loại bệnh như tiểu đường, thần kinh tọa, ung thư. Lý do là trong sữa có chứa kháng thể quý. Thì một muỗng rưỡi là nó 16 gram. Thì nó sẽ cung cấp cho mình tới 300mg kháng thể. Và cái kháng thể này nói chung là để mình lại ra bệnh viện mình mua, tầm 300 gram thì tốt hơn tầm khoảng 1 triệu rồi đó. Theo các bác sĩ bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ, không có bất kỳ loại sữa nào có thể trị bệnh ung thư. Đó chỉ là những lời quảng cáo quá đà cùng những đối tượng muốn trục lợi. Sữa chỉ hỗ trợ trong công tác điều trị bằng cái nâng cao cái thể trạng, nâng cao cái dinh dưỡng cho người bệnh thôi. Chứ không có một cái sữa nào hay một thực phẩm chức năng nào thay thế được cái thuốc điều trị ung thư. Bác sĩ Quỳnh Minh Thiện cũng khẳng định bà con không nên nghe theo lời quảng cáo quá đà của các đối tượng bán sữa. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ung thư thì nên đi khám để điều trị sớm. Bởi để lâu bệnh sẽ nặng, chi phí điều trị sẽ còn cao hơn lúc ban đầu.